nhiều nghi vấn trong video phỏng vấn người mẹ của Trần Ngạn Lâm. Sau phát hiện xác lõa thể nổi trên mặt biển của thiếu nữ Hồng Kông 15 tuổi Trần Ngạn Lâm, hưởng ứng biểu tình chống dự luật dẫn độ, cơ quan chức năng đã hỏa táng cô bé. Hiện nay, dư luận Hồng Kông đang đặc biệt quan tâm vụ án mạng bi thảm này. Mới đây, TVB Hồng Kông đã phỏng vấn một người tự xưng là mẹ cô bé và người mẹ khẳng định cô bé đã tự sát. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn để lại nhiều nghi vấn của cộng đồng về thân phận của người mẹ này. Người phụ nữ này cho biết, bé Trần Ngạn Lâm mắc chứng rối loạn tâm thần và yêu cầu dư luận không tiếp tục suy diễn. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng vẫn khẳng định rằng cái chết của cô bé rõ ràng rất đáng ngờ. Vì sao người mẹ lại không yêu cầu truy tìm manh mối sự thật, trái lại còn hợp tác với cảnh sát để xoa dịu dư luận? Có nghi ngờ người nhà cô bé bị áp lực từ cơ quan chức năng hoặc giả người phụ nữ tự xưng là người mẹ này là do phía cảnh sát dàn dựng. Ngày 18 tháng 10, khách mời của My Radio Hồng Kông là Ngô Tử Minh, người đầu tiên đăng tải lên mạng Internet hình ảnh thi thể cô gái 15 tuổi chết trôi, thẳng thắn cho biết người phụ nữ gần đây được TVB phỏng vấn và tự xưng là mẹ của Trần Ngạn Lâm là không đúng sự thật. Ông Ngô Tử Minh cho biết ông đã mất liên lạc với mẹ và chú ruột của nạn nhân. Theo ông Ngô Tử Minh chia sẻ, hồi tháng 9, ông đã được người mẹ cô bé ủy quyền công bố thông tin trên mạng Internet để tìm kiếm tung tích của Trần Ngạn Lâm. Nhưng hiện nay, ông không thể liên lạc được với người mẹ và chú của Trần Ngạn Lâm. Điện thoại của cả hai người đều không thể kết nối. Người chú của Trần Ngạn Lâm cũng không trở về công ty ban đầu làm việc. Cộng đồng mạng cũng đưa ra nhiều nghi vấn về phỏng vấn của TVB, như tại sao đài TVB lại cố tình làm mờ khuôn mặt người trả lời khi phỏng vấn. Còn mái tóc thì dài, cột đuôi ngựa không giống như tóc của mẹ cô bé. Họ chỉ ra thái độ lạnh nhạt hờ hững của người phụ nữ khi trả lời phỏng vấn, luôn nhắc lại rằng con gái mình bị bệnh tâm thần, tâm lý bất ổn, bị hoang tưởng và nhấn mạnh đã xem lại các hình ảnh từ camera giám sát, đảm bảo không có vấn đề gì. Thậm chí lên án những người hiện đang yêu cầu truy cứu trách nhiệm là đã làm phiền vong linh con gái của mình. Tuy nhiên, cư dân mạng đã tìm lại một hình ảnh chụp chung của gia đình cô bé Trần Ngạn Lâm, được cho là chụp vào Tết Trung Thu năm nay. Khi đó, mẹ của cô bé tóc ngắn đến vai, trong khi người phụ nữ mà TVB phỏng vấn thì tóc dài cột đuôi ngựa. Vì thế, đặt câu hỏi, tại sao tóc của bà ấy mọc quá nhanh như vậy? Trước câu hỏi của đông đảo cư dân mạng không biết người phụ nữ được TVB Hồng Kông phỏng vấn là diễn viên trong kịch bản của cảnh sát hay mẹ thật của Trần Ngạn Lâm có mái tóc dài mọc thần tốc, có người chỉ ra, người mẹ thật ngón tay có hình xăm, còn người trả lời phỏng vấn này thì không có. Vì thế, hiện nay có những vấn đề nghiêm trọng hơn nữa là không biết người mẹ thật đi đâu hay bị diệt khẩu. Tỷ phú Quách Văn Quý bí mật tại nơi hỏa táng. Ông Quách Văn Quý, tỷ phú hiện sống lưu vong ở Mỹ, bày tỏ thái độ quan tâm đến vụ án mạng cô bé Trần Ngạn Lâm. Ông Quách khẳng định, Trần Ngạn Lâm là nạn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, qua đó tiết lộ bí mật tại nơi hỏa táng ở Hồng Kông và cảnh báo người dân Hồng Kông một số nơi nguy hiểm cần chú ý. Hôm 21 tháng 10, ông Quách Văn Quý chia sẻ video với nguồn tin chỉ ra cô bé 15 tuổi là nạn nhân trong hoạt động đàn áp vũ lực người biểu tình của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Qua đó, ông Quách nhiều lần khẳng định người của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết chết cô bé, đã có ý định ném xác cô ra khỏi tòa nhà cao tầng để tạo vụ án giả nhảy lầu. Do tình huống bất ngờ trong quá trình thủ tiêu thi thể, cuối cùng chọn cách ném thi thể cô bé xuống biển. Sau đó, mẹ của cô bé Trần Ngạn Lâm xuất hiện và tuyên bố rằng con gái bị bệnh thần kinh, rối loạn tâm thần và tự tử. Tất cả đều là kịch bản do những kẻ gây tội ác dàn dựng. Quách Văn Quý chia sẻ rằng, nguồn tin từ người trong cuộc ở Hồng Kông cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triển khai số lượng lớn đội xử lý khẩn cấp tại Hồng Kông, đóng tại nhiều cơ quan và địa điểm khác nhau, đặc biệt cho phép hủy thi thể trong trường hợp phải giải quyết vấn đề đặc biệt khẩn cấp. Nhìn bề ngoài, những nơi có đội xử lý khẩn cấp là văn phòng của các cơ quan thường trú tại Hồng Kông, đặc biệt là doanh trại quân đội đồn trú của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng khu tầng hầm chứa số lượng lớn xe cá nhân, xe làm lạnh và vận chuyển hải sản. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vận chuyển 20 xe hải sản từ Thâm Quyến và các thành phố địa phương khác ở Quảng Đông đến các địa điểm nêu trên tại Hồng Kông. Động thái cho thấy, nhiều khả năng bước tiếp theo họ sẽ đẩy mạnh hành động bạo lực hơn đối với người biểu tình Hồng Kông chống dự luật dẫn độ. Ông Quách cũng dẫn lời người Hồng Kông, giấu tên, thường làm việc tại nhà hỏa táng kể rằng, toàn bộ thủ tục xử lý tại khu hỏa táng do cảnh sát đặc biệt từ Quảng Đông phái đến. Hàng chục người đã đến khu hỏa táng trước, có hàng chục chiếc xe đến từ Quảng Đông.
trong trường hợp khẩn cấp, tất cả các biện pháp xử lý của chính quyền Lâm Trịnh Nguyệt Nga và cái gọi là đội xử lý khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hồng Kông, bao gồm cảnh phỏng vấn người được cho là mẹ cô bé Trần Ngạn Lâm, đều vì sức ép từ Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Quách Văn Quý chia sẻ nguồn tin kể rằng, tại nhà hỏa táng ở Hồng Kông, có ít nhất 20 người được hỏa táng mà không thấy đề danh tính. Ông cảnh báo, các địa điểm như trại quân đội đồn trú Hồng Kông cũng như các trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông được sử dụng để vận chuyển các thi thể người Hồng Kông. Vì thế, người Hồng Kông phải đặc biệt chú ý những nơi này. Đó là những nơi rất nguy hiểm. Quách Văn Quý cáo buộc, trong quá trình Đảng Cộng sản Trung Quốc xử lý thi thể của người dân Hồng Kông sẽ đe dọa người thân, gia đình nạn nhân. Đề xuất một loạt các điều kiện, ví như không cho phép chụp ảnh, không cho phép bất cứ ai đề cập tình hình. Quá trình vận chuyển thi thể đều do người của Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện và sau đó hỏa thiêu.